báo Nga ngày mùng 8 tháng 8 đồng loạt đưa tin về cuộc điện đàm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin. Thông tin về cuộc điện đàm xuất hiện trên một loạt các tờ báo Nga trong ngày mùng 8 tháng 8 như Ria Novosti, báo Nga, Kremlin.ru, Komesan. Các báo này viết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin đã nồng nhiệt chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm nhân dịp ông được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và chúc ông thành công trong các hoạt động của Đảng và nhà nước. Hai bên khẳng định quyết tâm chung trong việc tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hài lòng về tiến độ thực hiện các thỏa thuận đạt được sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam vào ngày 20 tháng 6 cũng như sự hợp tác giữa hai nước trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Nga đảm nhận vai trò chủ tịch BRICS trong cuộc điện đàm, tổng thống Putin và tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cá nhân trong tương lai. Ngày 8 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Sau khi đã gửi thư chúc mừng, tổng thống Nga Putin đã đề nghị điện đàm để trực tiếp chúc tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Putin chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được nhiều thành tựu trên cương vị cao cả của mình. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Liên bang Nga đã gửi thư chia buồn cử đoàn đại biểu dự quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc này thể hiện mạnh mẽ sâu sắc tầm cao của quan hệ giữa hai nước và tình cảm đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Nga với Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã gửi thư và điện đàm chúc mừng nhân dịp ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định việt nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh việt nam tiếp tục coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga luôn xác định quan hệ với liên bang nga có tầm quan trọng chiến lược là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình người đứng đầu đảng và nhà nước việt nam bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác việt nam liên bang nga phát triển rất tốt đẹp và thu được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là quốc phòng an ninh năng lượng dầu khí thương mại v v để tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga ngày càng hiệu quả thực chất tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm và tổng thống putin đã trao đổi thống nhất một số định hướng lớn trong thời gian tới trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương trong không khí trao đổi nồng ấm tổng thống vladimir putin bày tỏ vui mừng mong được đón tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm thăm liên bang nga Trưa ngày 8 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông Tô Lâm giữ cương vị mới. Hôm 3 tháng 8 sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, Tổng thống Putin đã có thư chúc mừng. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh về kết quả của hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn khẳng định uy tín chính trị cao của đồng chí, đã chứng minh công lao của đồng chí trong việc đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Tổng thống Putin nhấn mạnh, nước Nga đánh giá cao những nỗ lực của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Putin bày tỏ tôi hy vọng sẽ tiếp tục có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và phối hợp chung về các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự song phương quốc tế. Điều này chắc chắn sẽ đáp ứng được các lợi ích cốt lõi của hai dân tộc hữu nghị Nga và Việt Nam, góp phần củng cố vững chắc an ninh và ổn định tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Vào tháng 6, trên cương vị chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông thăm cấp nhà nước Việt Nam. Trong cuộc họp báo sau hội đàm, chủ tịch nước vui mừng cho biết hai bên đã thông qua tuyên bố chung nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Các bộ ngành cơ quan hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, tư pháp, thể dục thể thao nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy mạnh hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trong các ngày qua, lãnh đạo các đảng các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dịp được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Tổng Bí Thư. Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài tin tưởng mối quan hệ chặt chẽ giữa Singapore và Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long khẳng định, Singapore luôn sẵn sàng cùng Việt Nam nắm bắt các vận hội kinh tế và chiến lược trong khu vực, mở rộng hợp tác và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bày tỏ tin tưởng chắc chắn với sự chỉ đạo tài tình và lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bộ và thịnh vượng. Thủ tướng Thái Lan mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Thái Lan Việt Nam hướng tới đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Thư chúc mừng của Tổng thống Ấn Độ, Droupadi Murmu viết: Tôi tin tưởng rằng sự lãnh đạo sáng suốt của ngài sẽ dẫn dắt sự tiến bộ, thịnh vượng và thành công liên tục của Việt Nam, quốc gia thân thiện, làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương của chúng ta. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng hiểu biết sâu sắc, tin cậy lẫn nhau và hợp tác đa phương mạnh mẽ. Thủ tướng Australia, lãnh đạo công đảng cầm quyền, Anthony Albanese, chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Australia và Việt Nam là những người bạn vững bền, quan hệ hai nước có nền tảng là mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước và sự tin cậy chính trị chiến lược. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được củng cố hơn nữa về tư tưởng và tổ chức dựa trên chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ khẳng định với kinh nghiệm dày dặn phụng sự đất nước trên nhiều cương vị khác nhau Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công con đường mà những người tiền nhiệm kiệt xuất đã đề ra. Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định hiểu biết sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về các nguyên lý của chủ nghĩa Mark Lenin và các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hình phong cách lãnh đạo sáng tạo và độc đáo của đồng chí, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành một xã hội hiện đại có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một quốc gia mẫu mực với mức sống ngày càng cao. Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Luciana Santos, đánh giá cao quyết tâm cống hiến hết mình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tăng cường đoàn kết trong Đảng, nỗ lực thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Đảng Lao động Brazil chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Chủ tịch và Tổng thư ký Đảng Cộng sản Chile chúc mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định trong trái tim của người Chile luôn ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Chile mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Đảng Tổ quốc cho tất cả, Cộng hòa Dominica, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng nhân dịp này nhiều tổ chức nhân dân thế giới thông qua các tổ chức nhân dân của ta cũng đã gửi thư điện chúc mừng tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm